Chào mấy bạn nha. Tiếp tục hôm nay thì hướng dẫn phần tiếp theo của Microsoft Access nha. Vừa trước mình đã kết thúc xong QC rồi. Thì nhưng mà trước khi học phần tiếp theo á, thì bạn nhớ giùm thầy. Quy nhớ giùm thầy nha, QS là nền tảng nha. QS là nền tảng của các hệ query còn lại. QS là nền tảng nha. Đó, nói chung là làm cái gì bắt đầu thì các bạn nhớ hay làm QS trước đi. Rồi. Cái thứ hai nữa là QC và QT thì nhắc lại một lần nữa ha. Thì nhắc lại một lần nữa. QC á là thống kê là từ hai điều kiện trở lên, còn QT là thống kê một điều kiện. Tuy nhiên nếu người ta yêu cầu bạn á là thống kê nó là QT mà thống kê hai điều kiện thì làm bình thường nha. Tức là người ta yêu cầu sao thì mình cứ làm bình thường thôi. Rồi bây giờ tiếp theo dạng QM. QM thì nhớ giùm thầy nó là tạo ra một cái bảng mới nha, là tạo một table. Tức là QM á, QM là query để tạo ra một cái bảng. QM là query để tạo ra một cái bảng mới, mat table. Thì nguyên tắc làm nó giống như bạn đang làm QS thôi. Query size đem hết năm bảng vô. Rồi bây giờ quy tạo một cái bảng nè. Query mà người ta nói là tạo một cái bảng thì bạn biết chắc chắn đó là QM nha. Gồm có mã hóa đơn, mã khách hàng, ngày lập hóa đơn, mã hóa đơn, mã khách hàng, ngày lập hóa đơn. Rồi. Thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá, được chưa? Thì tiếp theo là cái trường thành tiền bằng trường số lượng nhân cho cái trường đơn giá. Rồi mấy cái này làm mấy giờ làm quá trời rồi nên thầy xin phép thầy không có copy qua đây cho bạn coi nhé. Nó run chạy kiểm tra quay lại, nó mấy giờ làm mấy cái này thì làm rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ điều kiện đây là tháng 4 và tháng 5, tức là ngày lập hóa đơn các bạn là tháng 4 hoặc tháng 5. Đó. Rồi mở ngoặc ra nè, man nè. Của ngày lập hóa đơn. Nó bằng 4. Man. Man của gì? Của ngày lập hóa đơn. Nó bằng 5. Và cả hai này đều and. Year. Của ngày lập hóa đơn. Nó bằng 2014. Người ta yêu cầu bạn là tháng 4 hoặc tháng 5, tháng 4 hoặc tháng 5. Đó, tức là O nè. Man của bạn là bằng 4 hoặc man của bạn bằng 5. Và cả hai đều năm 2014. Rồi, run kiểm tra. Nó ngày lập hóa đơn tháng 4 hoặc tháng 5. Rồi, sau khi bạn làm xong á. Đó, sau khi bạn làm xong này rồi nè. Các bạn chuyển qua mắt table giùm thầy nè. Mắt table nè. Đó. Kế select nha, kế select của mắt table. Rồi table name đây là tên bảng mới, bảng này chưa được tồn tại trong file asset bạn đang làm. Nó, được chưa? Đây là tên bảng mới nha, bảng này chưa được tồn tại trong file asset mình đang làm nha. Rồi nhấn OK. Sau đó bạn run dài thì nó hỏi bạn có muốn tạo ra bảng mới gồm 6 dòng hay không. Yes. Thì đây các bạn thấy nè, thêm bảng QM1. Ctrl S QM gạch 1. Đây bạn đặt tên trùng không được nha. Nó bảng QM1, còn này là query QM gạch 1 nhé. Bạn đặt tên trùng không được. Nó rồi bây giờ tương tự câu số 2. Câu số 2 người ta yêu cầu là nữ đầy đủ thông tin. Rồi ở đây nhân viên nè. Rồi bạn gồm có những bạn nè. Mã nhân viên, họ lót, tên, phái, ngày sinh, ngày nhận việc, điện thoại và hình. Và yêu cầu phái này phái nữ thì các bạn thấy coi nè. Đây chữ nam chữ nữ ha. Rồi thì ở đây các bạn đánh chữ nam chữ nữ vô, nếu không được thì bạn đánh giùm thầy số 1 với số 0 coi nào là nam cái nào là nữ. Đây bạn đánh số 1 vô thì này tự động nè, nó trả về bạn là nữ nè. Nó được chưa? Rồi là nữ ha. Thì ở đây các bạn chú ý là do cái chỗ phái nè, cái chỗ phái này là kiểu dữ liệu nó get no với xanh nha, get no với xanh. Thì các bạn ở đây kiểu dữ liệu get no nên các bạn chú ý là nên đây á, thay vì bạn đánh chữ nam chữ nữ nhiều khi nó không hiểu được thì các bạn đánh giùm thầy là số 1 và số 0 nhé. Đó, bạn đánh thầy giùm thầy là số 1 và số 0. Rồi. Sau đó các bạn chuyển qua mắt table. Đặt tên đây là QM2. Nó QM2. Rồi sau đó bạn run chạy thì hỏi bạn có tạo ra cái dạo bảng gần 3 dòng hay không. Yes. Ctrl S QM gạch 2. Kết thúc câu thứ hai. Rồi câu thứ 3. Câu số 3 người ta yêu cầu danh sách đơn vị là kg gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá. Rồi ra query design. Gồm có mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá.
Rồi nhưng mà điều kiện ở đây người ta yêu cầu là kg thì lấy đơn vị ra. Rồi bạn đánh chữ kg vô. Này, ở đây các bạn lấy cái đơn vị ra nè, tại người ta yêu cầu bạn là mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá nè. Đây, mã sản phẩm nè, tên sản phẩm nè, đơn giá, mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá. Rồi điều kiện là kg. Rồi sau đó bạn run chài kiểm tra select. Sau đó bạn quay lại, bạn tắt cái này đi, tại vì á cái phần đơn vị này không được hiển thị nên mình không cho nó check vô, mà không cho check vô. Rồi sau đó bạn chuyển qua Mattable. Đặt tên này là QM3. QM3. Rồi bạn run chài yes control node QM gạch 3. Vậy thôi. Các bạn nhớ đặt tên không bị trùng thôi. Mình đặt tên không trùng nha. Mình đặt tên không trùng. Rồi, câu 4. Câu 4 người ta yêu cầu bạn gì đây? Có ngày giao hàng là quý 3, có ngày giao hàng là quý 3. Đó, được chưa? Chứa danh sách hóa đơn. Này. Hóa đơn nè. Gồm có mã hóa đơn, mã khách hàng, mã nhân viên, ngày lập hóa đơn và nhận. Có gì? Có mã có ngày giao hàng là quý 3 thì ngay chỗ này nè. Đó, có ngày giao hàng là quý 3 thì ở đây thầy dùng đây bát ha. Nó đây bát nè. Rồi. Ngày nhận. Lưu ý đây là ngày nhận nha. Nó đây bát ngày nhận nó bằng bằng 3. Và nếu có 5 thì mình and year. Hoặc là mình and đây bát luôn đi cũng được. Nó đây bát year. Rồi, ngày nhận. Nhớ là ngày nhận nha mấy em. Bằng 2014. Ok, run kiểm tra. Và ở đây các bạn thấy rõ ràng ở đây thầy chỉ mới làm ở chế độ select query. Rồi làm xong rồi thầy mới chuyển qua Mattable. Đặt tên đây là QM4. Đó, QM4. Rồi QM4 xong rồi cái dáng này bạn run chạy. Yes. Rồi lưu query này là QM gạch 4. Rồi, các bạn lưu ý đối với query á, QM nè, các bạn chỉ có chế độ là design nha, không có chế độ fun nha. Bạn chỉ có một chế độ duy nhất là design nha. Còn QC, QT và QS bạn có hai chế độ là upfront và design. Đó nha. Mattable, các bạn nhớ cái đây là biểu tượng của Mattable nha. Tại nhiều khi trắc nghiệm người ta hỏi các bạn có một chế độ duy nhất đó là design, chỉnh sửa thôi. Rồi thao tác khoảng 2 đến 3 lần trên máy tính cá nhân nha. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cái dạng tiếp theo đó là QD, có nghĩa là xóa. Nha, query xóa, delete, query delete. Thì đối với query delete này các bạn nhớ giùm thầy nè, đọc kỹ nhé, kỹ kỹ và rất rất kỹ là lấy cái gì để lấy bảng nào để xóa, lấy cái bảng nào để xóa chứ không phải muốn xóa sao là xóa nha, không phải muốn làm theo cảm tính là làm nha, nhớ đọc rất kỹ là lấy bảng nào để bạn xóa. Này query design câu số 5 QD1 nè, xóa trong bảng QM1. Thì đây, các bạn mở cái bảng QM1 lên, mà lấy dữ liệu ở đây. Rồi, người ta yêu cầu điều kiện tháng 4. Vậy mình lấy mã hóa đơn, mã khách hàng, ngày lập hóa đơn và thành tiền. Rồi, điều kiện các bạn là tháng 4. Cái này các bạn làm bình thường, month, ngày lập hóa đơn. Nó bằng 4 và year, ngày lập hóa đơn. Nó bằng 2014. Các bạn thấy nè, đây là mình làm giống như bạn đang làm một cái query select bình thường thôi. Run chạy ha. Rồi. Thì bạn có thể cái này bạn có thể mở cái bảng QM1 lên các bạn coi nè. Ở đây các bạn thấy có 6 dòng. Rồi, bây giờ thầy thực hiện cái query delete nè. Đây. Đây delete query nè các bạn, delete query nè. Rồi, sau đó bạn run nè, bạn chọn này xong, bạn đánh điều kiện được cái xong hết rồi ha. Bạn chọn cái delete query, sau đó bạn run chạy để hỏi bạn muốn xóa 4 dòng này không? Yes. Thì QM1 lập tức bị xóa hết 4 dòng nè. QM1 lập tức bị xóa hết 4 dòng nè mấy em. Được chưa? Đó, rồi bạn lưu lại Ctrl S QD1. QD2 thì cũng vậy, QD2 người ta yêu cầu xóa nữ tuổi từ 25. Nó yêu cầu query design nè. Đấy bảng QM2 nè. Nó mã nhân viên nè. Họ lót nè, tên nè, phái nè, ngày sinh nè, ngày nhận việc, điện thoại và hình. Rồi ở đây các bạn thấy nè, đây có ba người thôi và đa phái phái là trừ một hết. Rồi bây giờ á,
cái phái này bạn muốn giải quyết nó thì bạn có thể giải quyết ngay từ đầu, hoặc là ngay đây nó thay đổi thành giới tính, giới tính rồi if nếu nếu nó là trừ một đó, nếu cái trường phái nè, cái trường phái các bạn nè nó bằng trô thì bạn trả về đây là nữ, ngược lại bạn trả về là nam đó. Rồi bạn run nè thì bạn thấy này giới tính nữ các bạn ha, giới tính là nữ nè. Rồi sau đó chỗ này các bạn sẽ đánh chữ nữ nè, nó sau cái đó cái này các bạn sẽ đánh chữ nữ nè, nó tức là mình giải quyết được cái chữ nam nữ rồi nè. Rồi giải quyết chữ nam nữ xong, bây giờ tới gì đây, tới cái đó nam nữ xong, bây giờ tới gì ngày sinh tuổi ở đây các bạn thấy gì, bạn thấy năm 2024 ha, bạn trừ cho gì, bạn trừ cho year của ngày sinh, bạn trừ year của ngày sinh ha. Rồi và yêu cầu ở đây các bạn nói gì, nó lớn 25 thì bài này toàn bộ sẽ lớn 25 rồi, nên thầy xin phép thầy sửa đời lại chút xíu là lớn hơn 32 nha. Đó để thầy chỉ xóa một dòng thôi, hai dòng thôi, thầy trừ là một dòng nha, thầy trừ là một dòng lớn hơn 32. Cái này các bạn á QM2 này các bạn có là 91 nè, 98 ở có 88, 91 và 93 nó giờ vậy này bạn 88 và 91 thôi, 93 còn giữ lời ha. Nó tức là ở đây thầy xin phép sửa điều kiện các bạn, thay vì bình thường các bạn lấy theo đề bài, còn này thầy muốn cho có đáp án nên thầy sửa lại chút xíu nè, lấy 2024 nè, thầy trừ cho year của ngày sinh nè, thầy yêu cầu lớn hơn 32 đó, thầy đổi đời chút xíu để mình có một đáp án thôi. Rồi sau thầy chọn delete nè, nó delete xong rồi thầy run nè, z nó xóa đi hai dòng, thì các bạn QM2 cái này các bạn thấy chỉ còn một dòng thôi. Rồi các bạn lưu rồi QD2 nó, đó là cách mà các bạn làm phần query delete, nhớ đọc rất kỹ giùm thầy coi mình xóa bảng nào. Rồi rồi bây giờ câu tiếp theo nè các em, câu tiếp theo là QA hay gọi là query là append, hoặc là thầy gọi là query nối nha, nối thêm vào á, query thêm vào á. Được chưa? Thì nguyên tắc làm á thì cũng giống như những dạng khác, thì mở đầu bằng QS đó, nhưng mà ở đây các bạn lưu ý giùm thầy nè, ở đây người ta yêu cầu bạn là gì, thiết kế query lấy các sản phẩm của đơn vị là viên từ cái bảng sản phẩm để nối vào QM3 nó, query design cái bảng sản phẩm. Rồi ở đây các bạn lấy cái bảng sản phẩm ra từ cái dữ liệu bảng sản phẩm, nhưng mà không phải muốn lấy sau lấy nha bạn, bạn nhớ em đây không phải muốn lấy sau lấy, mà bạn hãy mở cái bảng QM3 lên ở phần bạn coi cái thứ tự trường nó như thế nào để bạn nối vô nha, bạn phải coi cái thứ tự trường mình nối vô nó phải khớp nhau, giống như cái chìa khóa thì bạn đúng chìa thì bạn mới mở được cái ổ khóa đó, còn đâu phải chìa nào ghim vô nó cũng mở được. Nó ở đây là mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá, thì ở đây các bạn cũng là mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá. Rồi xong rồi bạn đóng QM3 lại. Rồi bây giờ người ta yêu cầu nối QM3 vô nè, nối gì đây, nối cái viên, tức là cái đơn vị nè, cái đơn vị nè, nó các bạn là viên, điều kiện là viên nè, bạn đánh chữ viên vô, nó đơn vị là viên, bạn đánh chữ viên vô nè, mở run đó. Thì ở đây các bạn thấy là vẫn đang là chế độ select query nha, vẫn đang ở chế độ select query. Xong rồi cái này bạn chọn append nè, append. Rồi chỗ này table name là tên bảng nối, còn ngày nãy QM á là tên bảng mới, còn này là tên bảng nối nha, ở đây là tên bảng mà bạn nối vô là QM3. Ok rồi nhấn run thì nó hỏi bạn có muốn thêm bốn dòng này vô hay không. Yes, đây bạn sẽ thêm bốn dòng viên nè, nó vậy là xong rồi đó, lưu lại Ctrl+S QA1. Tương tự QA2, QA2 các bạn là gì, giao hàng là quý 1 nói QM4 nó query design lấy bảng hóa đơn. Rồi ở đây người ta yêu cầu bạn là gì, để nối vô QM4 thì mở QM4 lên, gồm có mã hóa đơn, mã khách hàng, mã nhân viên, mã hóa đơn, mã khách hàng, mã nhân viên, ngày lập, ngày nhận, lấy hết thông tin ngày lập, ngày nhận. Rồi yêu cầu này là ngày nhận trong quý 1 nha,
ngày nhận này là quý 1, tức là ngày nhận nè. Đó, man nè. Ngày nhận. Quý 1 hả? Quý 1 thì các bạn dùng đây bát ha. Rồi. Ngày nhận. Nó bằng 1 và year. Ngày nhận bằng 2014. Rồi. Quy em 4. Đây, viết cái ngày nhận ha, viết cái ngày nhận nha. Nó nhảy cho bạn ra nè. Rồi, run chạy. Quay lại. Rồi xong hết rồi, cái này mình chuyển qua admin. Cái bảng nói là bảng QM4. Ok. Run. Yes, nó nói cho bạn thêm 5 dòng. Cần QA2. Đó, vậy thôi. Cực kỳ đơn giản. Thao tác khoảng 2-3 lần cho máy tính cá nhân. Rồi, dạng tiếp theo các bạn đó là QU hay gọi là update. QU hay gọi là update query. Thì đối với dạng này thì các bạn nhớ đọc kỹ giùm thầy. Kỹ, rất là kỹ, tại vì khi bạn chạy lệnh rồi á thì bạn không quay lại được đó, và viết lệnh sai thì cũng chịu luôn. Viết đọc kỹ và viết lệnh cho cẩn thận, nó chỉ có hàm if thôi, nhưng mà viết cẩn thận thì viết sai không thể quay lại được. Rồi, bài này người ta yêu cầu là thiết kế query nâng cái bảng chỉ đơn giá của sản phẩm với đơn vị được của game trong bảng sản phẩm. Đây, các bạn lấy bảng sản phẩm ra, mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị, đơn giá và hình sản phẩm. Yêu cầu bạn nâng cái đơn vị là kg lên 15%. Từ cái đơn giá nè. Đó, thì đối với dạng này á thì bạn chọn update table luôn. Ở xin lỗi, update query luôn. Đó, bạn chọn thẳng update query và bạn viết ngay cái dòng update show. Đó, bạn viết ngay dòng update show. Cái đơn giá nè, if nếu. Nếu cái trường đơn vị. Nó nếu cái trường đơn vị bằng cái chữ kg. Thì nếu cái trường đơn vị là kg thì sao các bạn? Thì đơn giá nó được nhân lên cho 1,15. Ngược lại là đơn giá. Nha. Đơn giá nó là 1,15, tức là nâng lên 15% là 1,15, ngược lại đơn giá, đồng ý rồi. Lưu ý nha, bạn viết sai cái đi hết bài á. Rồi run. Thì nó hỏi bạn có cập nhật hay không. Rồi ở đây thầy có thể cho các bạn coi cái bảng sản phẩm nè. Để ý khoảng một vài số thôi. Đơn vị là kg. Kg là này. Ở đây thầy có hai dòng, bạn để ý hai dòng này giùm thầy nha. Một cái là 57, 50 và một cái là 85. Thì khi cập nhật á, thì 5750 này sẽ thay đổi, còn 85 này không thay đổi. Rồi. Run. Yes. Đây, 5750 giống này lên 6613. 85000 này không thay đổi. Được chưa? Xong. Đó. Nó không có gì khó đâu bạn, chỉ viết cẩn thận thôi. Chỉ là bạn viết cẩn thận giùm thầy đó. Nó nếu cái đơn vị là kg thì đơn giá nâng lên 15%. Rồi. Trường hợp thứ hai. Lớn hơn hoặc bằng 20.000 thì lên là 0,5%. Nó. Thì cách làm cũng tương tự ha, cái này là QU1. Rồi bây giờ QU2 cũng là bảng sản phẩm luôn. Gồm có mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị, đơn giá và hình. Rồi, người ta yêu cầu là nếu cái đơn giá mà lớn hơn hoặc bằng 20.000 nè, update show nè. Nó nếu cái đơn giá nè, nếu đơn giá nè nó lớn hơn hoặc bằng 20.000 thì cái đơn giá nó sẽ nhân cho 1,05. Đúng chưa? 5,5%. Nó hoặc là bạn sợ sai 1 cộng 0,5 chia 100. Nó 1 cộng 0,5 chia 100. Ngược lại là đơn giá. Tức là nếu bạn sợ sai thì bạn cứ làm thủ công giùm thầy.
nha. Đây 1 cộng cho 0,5%. Rồi bây giờ để ý nha các bạn sản phẩm. Rồi bây giờ 20.000. Đây để ý giùm thầy hai số này thôi, 75.000 và ở đây là 42, 35 và 75. Rồi run chạy nha. Yes. Rồi 75.000 vấn này lên 75.375 và 4235 không thay đổi. Được chưa? Rồi. Đây là cái câu cuối cùng, dàn cuối cùng phần query của bạn đó là QU2. Đó QU2. Control S QU2. Rồi các bạn sửa viết cẩn thận nha, viết sai cái đi hết bài nha, không quay lại được nha. Nó viết thật sự rất rất cẩn thận giùm thầy. Rồi bây giờ nè, thầy hướng dẫn tiếp theo cho bạn đó phần form. Form á, thì ở đây thầy hướng dẫn các bạn trực tiếp là form main sub luôn. Đó. Rồi, ở đây làm sao biết đó là form main sub? Thì bạn thấy gồm có hai, các bạn thấy nè, có hai cái record nè. Một record, hai record nè. Thì cái bảng các bạn nhìn thấy có hai record như nè, thì nó là form main sub. Rồi, cái record nằm ở trong, người ta gọi là main form. Nha, record nằm ở trong nè. Thì cái form này nè, người ta gọi là main. Còn ở ngoài xin lỗi các bạn, xin lỗi nói nhầm nha các bạn, lưu ý thầy nhắc lại nè, cái này thầy nhầm chút xíu nè cho bạn lưu ý nè. Thì ở đây các bạn lưu ý nè, thì cái form mà cái này nè có hai record nè, các bạn đấy nè có hai record, nhìn các bạn kết quả có hai record thì đây là gọi là form main sub. Rồi cái phần ở phía trong, record ở phía trong này người ta gọi đây là subform. Ở ngoài thì người ta gọi là main form. Đấy nha. Ở trong, cái record ở trong á thì người ta gọi là subform. Ở ngoài thì người ta gọi là main form. Lưu ý, hồi nãy thầy nói nhầm nha, nãy thầy nói nhầm nha. Các bạn nói lại các bạn nè, một lần nữa. Phần phía trong, cái record ở phía trong nó gọi là subform. Phần record ở phía ngoài người ta gọi là main form. Thì làm thì các bạn sẽ làm sub trước. Ví dụ như câu này. Ở đây các bạn lấy cái bảng hóa đơn và bảng nhân viên. Đây. Form design. Rồi ở đây các bạn thấy nếu không có kích thước này nè. Nếu không có kích thước nè. Thì bạn lấy chuột phải bạn chọn ruler. Đây các bạn thấy không có thước nè. Lấy chuột phải bạn chọn ruler để ra kích thước. Chọn điểm giao nè. Chọn điểm giao nè. Chọn điểm giao giữa hai kích thước nè. Đó, rồi. Sau đó bạn vô thẻ design. Thẻ design, chọn property sheet. Rồi. Trong cái property sheet này bạn chọn data. Chọn data. Trong data thì bạn thấy cái dòng đầu tiên là record score, các bạn chọn ba chấm phía sau. Rồi ở đây nãy thầy nói các bạn lấy bảng hóa đơn và bảng nhân viên. Rồi mình sẽ làm sub trước. Sub các bạn có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Sau đó bạn lấy luôn phần main để liên kết. Đó là mã nhân viên. Rồi, họ tên, họ lót tên và hình. Họ lót tên và hình. Rồi, làm sub, lấy sub trước. Làm main, lấy main trước. Lấy xong rồi bạn đóng lại SQL. Yes. Rồi, sau đó bạn vô design tiếp. Ở kế bên property sheet nó có một cái thẻ đó là an existing field. Add nó vô. Rồi bây giờ làm sub thì lấy những cái sub ra. Đây, lấy mã là mã hóa đơn nhưng mà lấy ra nó bị select vậy nè, thì bạn xóa đi nha. Bạn lấy lại. Nó mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Quét chọn nó giùm thầy. Quét chọn. Sau đó bạn vô thẻ Unreal. Vô thẻ Unreal. Rồi, tabular. Tabula. Rồi sau đó bạn gom gọn lại giùm thầy. Quét chọn nè, kéo lại cho gọn nè. Đó. Kéo gọn lại nè. Rồi. Chọn cục đen này. Rồi. Quay lại rồi bên tay set. Quay lại rồi bên tay set. Qua thẻ format. Qua thẻ format. Cái dòng thứ hai từ trên điểm xuống caption default view. Default view nè. Kiểu hiển thị các bạn nhớ từ single form bạn đổi thành data sheet.
Tại vì bạn đang làm subform thì kiểu hiển thị nó dataset, làm subform kiểu hiển thị là dataset. Rồi. View. Đó. Yeah, và đây là subform của bạn nha. Kiểu hiển thị nó là dataset. Control S. Mặt tên đây là sub 1. Rồi bây giờ đóng sub 1 lại. Tương tự như vậy, bạn sẽ tạo form. Hồi nãy là nhân viên và hóa đơn. Rồi. Vẫn là vô cái gì? Query quản vô design. Ở đây các bạn nè, lấy ra nè, query design nè. Ủa, xin lỗi các bạn. Đang làm form, xin lỗi các bạn. Đây các bạn vô form design. Rồi. Chọn cục đen. Rồi bên tay data 3 chấm. Lấy bảng nhân viên và hóa đơn. Cái này bạn đang làm gì đây? Cái này bạn đang làm phần main là lấy mã nhân viên họ lót tên hình trước. Mã nhân viên họ lót tên hình. Rồi lấy phần sub luôn, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Rồi sau đó bạn đóng lỡ URL. Rồi lấy ra design assistant field, lấy ra mã hóa nhân viên họ lót tên hình. Rồi bạn có thể sắp xếp nó theo thứ tự gì đó tùy. Rồi sau đó bạn kiểm tra giùm thầy nè, trong cái form design nè, trong cái design nè, trong cái thẻ control bằng sổ xuống nè, trong cái chỗ control bằng sổ xuống nè, bạn thấy cái chữ view control visa, cái chữ view control visa, bạn coi chỗ này người ta đóng khung sáng vậy chưa. Đó, nếu nó như vậy nè là chưa sáng nè. Đó, còn đóng vô như vậy thì mới đúng nè. Rồi sau bạn vẽ cái subform nè, các bạn rơi chuột cho bạn thấy cái biểu tượng này nè, nó thì nhảy cho bạn cái chữ subform. Rồi bạn vẽ nó ra ở phần sub 1 finish. Đây là yêu cầu tối thiểu các bạn làm form nha. Đó, đây là yêu cầu tối thiểu. Rồi bạn đóng lại tương tự như vậy. Cái này thầy làm thêm một lần nữa cho các bạn nha. Form design ở đây nè. Ở nãy là lấy từ table, cái này thầy lấy từ query. Nó đây record nè, record nè, nó record, record nè, được chưa? Rồi nên đây là phần và query này nó là tổng tiền hình như là US 15. Nó đây chọn nè, rồi bên tay nè, nó thầy nhớ hình như là US 15 thì phải, query nè, US 15. Nó nữa là bạn cũng có 2-4 năm query thôi nên bạn kiếm cũng không lâu lắm. Rồi tên khách hàng, họ tên, tên khách hàng, họ tên, tên khách hàng, họ tên, tên sản phẩm, số lượng đơn giá, tên sản phẩm, số lượng đơn giá. Rồi thành tiền và tổng tiền, thành tiền, tổng tiền. Đây là phần sub, lấy luôn main, đó là mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Đó, bạn lấy luôn phần main, đóng lại SQL. Rồi bạn đem nó ra nè, design rồi bên tay. Đó. Rồi, ở đây mình đem ra nên mình sẽ chọn assistant field, lấy từ tên khách hàng nè, nếu bị select ra thì bạn xóa, bạn lấy lại. Tên khách hàng bạn lấy đến tổng tiền, bạn có thể chọn cùng lúc, bạn đem ra một lần hoặc đem từng cái. Sau đó bạn quét chọn vô Unreal, bạn chọn tabular giùm thầy. Rồi bạn nào muốn hiệu chỉnh đồ kia cho đẹp đó thì bạn hiệu chỉnh nha, còn nếu không thì bạn cứ gom gọn lại giùm thầy cái đây, rồi độ rộng đồ kia ở trên lệch kệ nó, có thời gian thì mình tìm hiểu thêm, không có thời gian thì mình làm kéo cho nó gọn lại vậy là tương đối rồi. Sau đó mình chuyển nó trong cái design nè, rồi bên tay nè mình chuyển nó thành từ single form nè, các bạn đổi thành dataset nó. Rồi control S, các bạn đây là sub 2, thầy đặt tên này là sub 2, nhớ đóng lại nha. Rồi tương tự như vậy, form design thầy cũng lấy từ dữ liệu đó, là ở đây nè, cũng tương tự như nãy. Quay ớt đây là US 15. Rồi dáng này mình lấy này là lấy gì đây, lấy mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận trước, tại dáng này mình đang làm main. Sau đó tên khách hàng, họ tên, tên sản phẩm, số lượng đơn giá, thành tiền, tổng tiền, tức là mình lấy theo thứ tự của người ta luôn. Rồi sau đó đóng lại SQL. Rồi
Đó, đem nó ra nè, đem ra thì bạn dán này, bạn đem gì đây? Mã hóa đơn nè, bị lỗi nè, xóa nè, mã hóa đơn nè, ngày lập hóa đơn và ngày nhận, chỉ có ba này thôi. Rồi sau đó bạn vẽ SQL nè, nó bạn coi view control bây sáng không, sáng nè. Đó, rồi này bạn chọn form design nè, nó sub form nè, vẽ ra cho đây sub 2 finish, nó đây sub 2 finish rồi. Đó, thì cơ bản đây là yêu cầu tối thiểu. Bây giờ một số cái mở rộng nè, bạn lấy chuột phải, bạn chọn form design. Đó, form header footer nè, form header footer để bạn ghi cái lời trên lời dưới nó. Đó. Được chưa? Đây nè, lấy chuột phải nè, bạn chọn form header footer nè. Nếu bạn ghi chữ thì bạn dùng A lớn, A nhỏ, bạn ghi chữ vô. Rồi thí dụ bạn muốn tính toán. Tính toán thì ở đây bạn sẽ form footer nè, bạn dùng AB để bạn tính toán. Ví dụ thầy muốn tính tổng thành tiền nè, thì đây bạn sum nè. Sum của cái trường thành tiền nè, nó sum của trường thành tiền nè, nó thì nó sẽ ra tổng tiền cho bạn luôn, đây tổng tiền cho bạn luôn, nó bạn nhớ nha, viết ở form footer, form header, viết chữ á, viết chữ thì bạn sẽ dùng a lớn a nhỏ, tính toán thì dùng ab, rồi còn nếu muốn đánh số trang gì đó thì bay header footer, nó thì đánh số trang rồi cái đó người ta yêu cầu làm. Rồi ở đây các bạn quan tâm dùng thầy một nút lệnh nè, các bạn vô cái biểu tượng mà có UX đi nè, nó 4 UX nè, bằng vẽ ra rồi thì ở đây nó sẽ nó quan đây là những cái nút lệnh, thí dụ như form này thầy muốn đóng form, đóng form rồi nét tới rồi, rồi cái nút lệnh này nó là chữ hoặc là biểu tượng gì đó, rồi bạn nét tới nè, rồi finish thì khi thay gì á bạn đóng bằng cái nút đây, mở form lên nè, thay bạn đóng bằng nút nhỏ này. Đó thì này do thầy mới làm cái lệnh lớp form thì đóng bằng cái này. Đó đều được nha. Đó hoặc là nút lệnh khác thì bạn cứ vẽ ra thôi. Đó rồi mở form hay gì đó, form bằng mở form nào, in cái form nào đó. Đó tức là tùy thuộc vào khi người ta yêu cầu. Đó thì mình làm. Đó là những cái cơ bản nhất mà các bạn cần làm được khi làm phần form. Rồi các bạn thao tác giùm thầy. Cái nào không hiểu thì nhớ hỏi. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn các bạn nhanh phần report nè. Report nè, thí dụ như bài report này. Đó này là lấy từ Query 10 15 luôn nha. Thầy lấy từ Query 15 luôn. Đó, report design nha. Rồi. Ở đây các bạn thấy nè. Thì nó sẽ thường đó, nó sẽ có cái report header footer sẵn. Thì bạn có thể cần nó hoặc nếu không cần nó thì bạn có thể tắt nó đi bằng cách đi chuột phải chọn bay header footer. Rồi thì cái này cơ bản các bạn nhìn thấy nó giống như phần form của bạn thôi. Rồi bây giờ lấy dữ liệu thân khách hàng hóa đơn gì đó. Được chưa? Lấy nguồn dữ liệu giống y chang như bạn đang làm form. Rồi thầy nhớ không nhầm là QX 15 nha, thầy lấy 15 đi, lỡ không đúng thì hồi lấy lại sau. Rồi. 10 ở đây các bạn cần có khách hàng, tên khách hàng. Số tự hồi bổ sung sau nha. Hóa đơn sản phẩm, mã hóa đơn, tên sản phẩm, số lượng và thành tiền. Ủa, đúng không ạ? Số lượng và thành tiền rồi đóng lỡ SQL rồi bạn đem nó ra, nó đem ra tên khách hàng rồi đến thành tiền rồi quét chọn nha, rồi quét chọn gì đây các bạn, Unreal Tabula. Nó thì các bạn thấy y chang như nãy bạn làm form đó. Rồi. Nó, sau đó chỗ này nè. Bạn copy nó giùm thầy nè. Đó, copy rồi sau đó sửa lại cái chỗ này thành số thứ tự. Ở phía dưới này bạn ghi là bằng 1. Nó. Rồi. Bạn có thể Ctrl A luôn. Rồi Tabula lại lần nữa. Cho thẳng lối nhìn cho đẹp. Đó. Rồi đây là cái tối thiểu mà bạn phải làm được khi bạn làm report. Tối thiểu mà phải làm được tới đây. Rồi bây giờ tới phần chỉnh sửa đồ kia đó, thật ra là bắt đầu chỉnh sửa đồ kia, điều chỉnh thôi. Nó thì cái này bạn có thể tắt nó đi để bạn điều chỉnh nè, remote layout, tắt cái remote layout đi. Nó để bạn điều chỉnh cái góc độ nó thu nhỏ tăng lên giảm xuống gì đó. Nó. Rồi kéo dài lên thì tên khách hàng đồ kia nó dài, tên sản phẩm cũng dài thì mình có thể kéo điều chỉnh đó nè. Đó. Rồi bạn có thể view xem nè. Đó. Rồi bây giờ muốn chỗ này nè, muốn nhảy số thì bạn chỗ bằng 1 nè.
trong Robotics nè, bao phần mã bạn vô data nè, cái chỗ Renansum nè, Renansum nè các bạn, bạn chọn là Over On nha, Over On giờ cho vòng 1 nè, bạn chuyển Over On đó. Và đây là những cái đơn giản nhất các bạn cần phải làm được khi làm report nha. Rồi bây giờ tới nâng cao lên thì đối với report thì ngoài việc báo cáo này thì các bạn có lít chuột phải nè, các bạn chọn report header footer, report header footer đó thì giống như form hồi nãy, nếu viết chữ thì bạn dùng A lớn A nhỏ nha, viết chữ thì bạn dùng A lớn A nhỏ rồi bạn viết chữ nè, còn nếu viết công thức thì bạn dùng AB đó. Và nhớ viết ở report footer nhé, report footer ví dụ như thế này thì ghi nó là bằng sum của thành tiền, nó sum của thành tiền, nó sum của thành tiền. Rồi đây, sum của thành tiền nó sẽ cộng từ trên xuống dưới với bạn luôn. Ở đây thầy đặt ở vị trí ngẫu nhiên nha, còn bạn muốn cho đẹp thì bạn đặt đúng vị trí nó, bạn nhìn cân đối rồi ghê cho nó sắp xếp vị trí nhìn nó cân đối nha, còn này thầy đặt vị trí ngẫu nhiên thôi. Rồi bây giờ tới cái thứ hai nữa là tổ chức phân nhóm cho nó, thì bạn lấy chuột phải nè, bạn chọn dùm thầy chế độ là Stream Dropping. Nhấn chuột phải bạn chọn Stream Dropping. Rồi thì dưới này bạn thấy cái dưới này nè, and group nè, bây giờ muốn giúp theo cái gì nó, giả sử bài này thì group theo tên khách hàng thì thầy chọn tên khách hàng, còn muốn group thêm mã hóa đơn thì anh thêm cái mã hóa đơn nhớ, các bạn thấy nè, group on nè, group on nè đó. Còn nếu muốn xóa hóa đơn thì bạn delete ở đây, rồi tên khách hàng thì bạn sẽ lấy tên khách hàng header hiển thị ra thì bạn kéo thôi, nó bạn kéo thôi. Ví dụ như thầy muốn kéo cái tên khách hàng này đó, đây thầy muốn nhóm theo cái gì, cái dữ liệu đó, thì thầy kéo này lên nó, rồi đặt số 1 này thêm copy này đem qua đây nè nó. Yeah, bạn kéo khi đó thì bạn sẽ có gì, cái những cái số tự tên khách hàng, mã hóa đơn, những tên trường và dữ liệu đó, nó sẽ nằm ở base header và một cái detail. Thì bạn nhớ giùm thầy, nó nằm ở detail tức là cái dữ liệu nguồn, cái dữ liệu xuất kết quả, còn nó nằm ở base header nó là tên trường nó. Rồi bạn kéo bạn coi gần nào giống nó thôi. Đây ví dụ thầy nhóm theo tên trường nè, nhóm dữ liệu, các bạn thấy cái thầy kéo dữ liệu tên khách hàng lên nè thì nó nhóm theo tên khách hàng nè, nó nhóm theo tên hàng cho các bạn nè. Đó. Rồi bây giờ thầy muốn cái số tự được nhảy hết nè, thì ở đây là chế độ group, nên các bạn thay vì nãy chế độ nó là over on thì cái này bạn chọn đợi over group, thì cái này nó sẽ số 1 số 2 được cái nhảy đúng là 123 123 cho các bạn nè. Đó. Được chưa? Nó bạn sắp xếp thôi, bạn sắp xếp thôi, bạn sắp xếp cái vị trí nó như thế nào cho nó hợp lý thôi các bạn. Bạn chỉ sắp xếp cái vị trí, bạn nhớ cách lấy ra over on nha. Đó, xin lỗi, cách lấy ra phần nhóm group. Rồi bây giờ thầy hay gọi nó cái này là cái gì, tên cái này header, tức là lời trên của group. Bây giờ thầy lời dưới và nhóm tính tổng tính toán theo group á, thì các bạn vô more nè. Nó các bạn chọn ở width down width section nè. Nó width width header đây các bạn chọn width header section nè. Này width footer section nè, trong width down footer bạn chọn width footer nè. Thì khi đó cái group bạn nó sẽ hiển thị nè, tên khách hàng footer, tên khách hàng footer nè. Nó thì cái này cái chữ sum thành tiền nè, thì copy thì đem trên nè. Đó. Thì thầy ghi đây là cái thành tiền, thầy ghi đây test 54 thì thầy đổi thành là group đi. Nó tính theo group cho các bạn. Đó. Nó tính theo group cho các bạn nha. Đó thì khi đó các bạn thấy nè, nó group nè. Nó cộng theo trong group nè. Nó còn cái chỗ 54 á thì nó sẽ gì? Cộng từ trên xuống dưới luôn. Đó là cách mà các bạn bố trí thôi. Nó cách là bố trí thôi. Các bạn nhớ cách lấy nó ra nha. Các bạn cho more nè. Nó width of footer nè. Width down footer nè, bạn chọn width of footer nè. Đó. Rồi nếu như có vẽ đường thẳng thì bằng sổ này ra bằng vẽ cái đường thẳng nè. Bằng vẽ đường thẳng nè, nhấn giữ shift để vẽ cho thẳng nha. Nhấn giữ shift rồi vẽ cho thẳng, rồi bạn coi người ta sắp xếp như thế nào. Đó. Người ta sắp xếp như thế nào thì bạn sắp xếp như vậy thôi. Cái đường gạch nè. Đó, và muốn gạch nó trên hay sao đó, tức là tùy theo. Cái này là bố trí nha, tùy theo cái này bố trí. Nó làm sao nhìn cho đẹp. Nhớ, nhìn nó cho nó đẹp ha. Đó. Nhớ, nhìn làm sao cho đẹp thôi, chứ không có gì hết. Rồi. Đó là cái mà các bạn quan tâm. Rồi đó là cái các bạn quan tâm. Đó là report nha, report, và đây cũng là phần cuối cùng của phần asset các bạn. Rồi mời các bạn sửa.
Rồi bây giờ ứng nhanh ôn tập nè. Thì các em nhớ giùm thầy, cái đầu tiên bạn thi á, thì trắc nghiệm, các bạn có 60 câu mà có 20 phút làm bài thôi. Các bạn có nhớ nha, các bạn có 60 câu mà chỉ có 20 phút làm bài thôi. Nên á, các bạn nhớ nè, câu nào biết thì khoanh, không biết thì lụi nha. Chứ đừng có ngồi đó mà chờ hồi mình quay lại. Không có thời gian quay lại đâu các em. Đúng nha. Câu nào biết thì là, không biết thì lùi để qua câu khác, chứ mình không có thời gian đâu mình quay lại nha. Rồi. Đó thì nhớ câu nào bạn nghi ngờ hai đáp án á thì bạn cứ chọn hết hai đáp án đi. Nó báo lỗi thì bạn quay lại chọn một đáp án. Nhớ nha. Và cố gắng mỗi phần thi các bạn phải từ 5 điểm trở lên nha. Mỗi phần thi các bạn phải từ 5 điểm trở lên các bạn mới đạt nha. Rồi. Phần word đối với các bạn làm trong 4 phần thực hành là Word nè, Excel nè, PowerPoint và Access. Bạn muốn làm nào trước tùy bạn nha. Bạn làm nào trước cũng được, không ai bắt các bạn phải phải làm Word trước rồi mới tới làm PowerPoint rồi tới Access, Excel, không ai quy định cả. Và nhớ trung bình mỗi phần thi các bạn là khoảng 20 phút giùm thầy nha. Trong mỗi phần thi trung bình các bạn là 20 phút giùm thầy. Word thì đầu tiên các bạn làm giùm thầy phần thư với mục lục trước nha. Bạn kiếm phần thư với mục lục bạn làm trước giùm thầy, lượm 2 điểm đó bỏ túi trước đi. Rồi, phần tiếp theo á, khi phần chỉnh sửa văn bản á, thì bạn nhớ nè, luôn luôn là gì đây, ba setup trước nè, rồi header footer mấy cái này nè, nó đầu tiên các bạn nhớ là luôn luôn là ba setup trước nè, ba setup trước, rồi những cái còn lại thì cứ làm từ trên xuống dưới thôi, những cái còn lại cứ làm từ trên xuống dưới và cố gắng làm sao trong thời gian là 10 phút đến 15 phút để bạn làm được 7 điểm. Bạn tính làm sao trong 10 đến 15 phút bạn phải được 7 điểm, tự tính nha, tự tính không phải là ngồi làm nửa tiếng đồng hồ nha. Chỉ có 15 phút là tối đa các bạn là phần quần nha, 15 phút là tối đa nha, không nhiều hơn nữa. Rồi phần Excel, Excel thì các bạn nhớ là thì ở đây các bạn có thể làm lựa câu nào dễ làm trước nha. Nó thì dễ thì những câu định dạng, những câu sắp xếp, những câu chuỗi đồ kia đó, những câu đó làm trước. Rồi hoặc là những câu thống kê. Nó dò tìm, bạn thấy cái nào dễ thì mình cứ làm. Nhớ. Và tối đa các bạn làm ở đây á, là 25 phút. 25 phút. Đó là phải xong phần Excel. Hoặc là bạn làm 2/3 số câu. Hoặc bạn làm 2/3 số câu nha. Đó nha. Đó, bạn nhắc lời nè, nhắc lời các bạn nè. Nhắc lại các bạn nè, đối với Excel á, bạn là tối đa các bạn là 25 phút nha. Tối đa các bạn là 25 phút. Đó, hoặc là bạn làm 2/3 số câu. Hoặc là bạn làm 2/3 số câu là bạn có thể chuyển qua phần khác. Và nhớ 2/3 số câu làm là phải đúng câu nào là chắc ăn câu đó nha. Chứ không phải làm câu đó làm nửa ý cái tính ăn câu là không được nha. 2/3 số câu nhưng mà câu nào là dựng câu đó chắc ăn câu đó nha. Để đây các bạn ôn bài á, thì bạn ôn các dạng mà thầy đã cho các bạn rồi, hầu như là sao học dạng nào là thi dạng đó, nên nó không có câu nào cái này là chắc chắn cho, kia không chắc cho, hầu như là phải học hết nha. Nên các bạn ôn lại và nó chủ yếu là các bạn coi giùm thầy cái đề thi thử số 2, bạn chú ý là cái đề thi thử số 2 giùm thầy. Rồi nhớ là tối đa là 25 phút cho phần Excel nha, tối đa là 25 phút cho phần Excel nó, hoặc 2/3 số câu, hoặc 2/3 số câu. Đối với PowerPoint thì nhớ giùm thầy, công việc đầu tiên của PowerPoint á, đó làm slide master. Slide master, đề bài không yêu cầu thì vẫn phải làm. Đề bài yêu cầu làm theo yêu cầu đề bài. Đề bài yêu cầu làm theo yêu cầu đề bài. Đó. Đề bài yêu cầu thì làm theo yêu cầu đề bài, và đề bài không yêu cầu thì bạn vẫn phải làm slide master nha, bắt buộc phải làm slide master giùm. Bắt buộc phải làm slide master nha, không làm slide master các bạn mất điểm nha. Rồi sau đó bạn copy tạo khoảng 10 slide và tạo hình nền, tạo hiệu ứng sẵn slide gì đó, nói chung là làm hết những cái gì để yêu cầu, còn không yêu cầu thì bạn làm hết những cái gì mà thầy đánh dấu ở đây đó, bao gồm tạo hình nền, hiệu ứng, rồi hiệu ứng hoạt hình, rồi tạo liên kết rồi đó, làm hết. Và tối đa các bạn là 15 phút nha, tối đa là 15 phút đó, tối đa là 15 phút nha. Rồi còn nữa Access thì các bạn nhớ làm từ trên xuống dưới thôi, rồi đem dữ liệu vô, xuất liệu ra, tạo khóa chính, tạo liên kết, rồi chỉnh sửa các trường đồ gì đó, người ta yêu cầu gì thì làm cái đó. Rồi phần query thì nhớ là lấy từng tự query, từng tự từng bảng nó, từng tự từng trường người ta yêu cầu, thông thường cái quý sau sẽ liên quan đến query trước đó, nên đọc kỹ, phân biệt
Nhớ là QS là nền tảng của tất cả các query, QS là nền tảng của tất cả các query. Đó nha, QS là nền tảng của tất cả các query. Rồi QT và QC là hai dạng query thống kê. QT là thống kê một điều kiện, QC là hai từ hai điều kiện trở lên. Đó, từ hai điều kiện trở lên. Rồi còn dạng QM là tạo bảng mới, QA là nối, QU là update và QD là xóa. Đó. QA, QM, QD các bạn chỉ mở được chế độ design thôi. Đó, còn QT, QS và QC thì bạn có hai chế độ là upfront và design. Đây, đây là QU, QD nó là chạy run rồi nó sẽ cập nhật xóa không thể khôi phục nè. QM là tạo bảng mới nè, QA là nối nè. Đó, và các bạn thấy này yêu cầu kiểm tra ban đầu để các bạn thứ tự trường cho đúng. Và phần query này thì ở phần asset này thông thường các bạn cố gắng trong thời gian khoảng 25 hoặc 30 phút. Đó, nó khoảng ít nhất là 20 phút bạn mới làm kịp asset để đủ điểm đầu. Ít nhất là 20 phút, nếu bạn còn chừa 10 phút 15 phút thì rất là chua. Rất là khó để đủ điểm để đậu nha. Form và report thì bạn chỉ cần làm đơn giản như nãy thầy chỉ thôi, đừng làm cao xa quá. Tại phần thường phần tới đây các bạn hết giờ rồi. Thường tới đây bạn hết giờ rồi, bạn không còn thời gian để bạn làm cao, ngồi để chỉnh cho đẹp được kia. Nếu mà nhớ mà không có đủ thời gian đó, mình làm sao mình chắc ăn thôi. Và cố gắng những cái phần trước mình lấy điểm đủ là qua phần này thì thí dụ như cao form report thì 3 điểm thì ở đây bạn chỉ cần lấy 1 đến 1 điểm rưỡi là đủ rồi. Nó 1 đến 1 điểm rưỡi là các bạn có đủ rồi. Cộng với gì? Phần tạo liên kết những ý đầu khoảng 2 điểm nữa bạn đã được 3 rưỡi rồi. Đó, còn 1 điểm rưỡi mà lấy trong 5 điểm phần asset phần query mà lấy không được nó thì rất là tiếc. Đó, nên điều đó các bạn không có đặt nặng vấn đề quá thì nhớ nắm đủ kiến thức để bạn thi là 7 điểm, an toàn, mức an toàn mình là 7 điểm. Mức an toàn mình là 7 điểm, để trường heo xuống là 5 điểm là vừa. Được chưa? Rồi. Cái tiếp theo các bạn quan tâm á. Cái tiếp theo các bạn quan tâm á, nhớ giùm thầy á. Là các bạn vô cái phần cài đặt trong container nhé. Nhớ vô phần cài đặt container. Đó, rồi bạn chỉnh cái gì đây, các bạn chỉnh lock region nè. Đó, region nè. Đó, rồi các bạn chỉnh nếu thập phân là phẩy nè, hàng ngàn là chấm và đối số là chấm phẩy nha. Thập phân là phẩy, hàng ngàn là chấm và đối số là chấm phẩy này các bạn tự chỉnh. Rồi. Cái nữa các bạn nhớ là khi các bạn thi á, các bạn kiểm tra thứ nhất là kiểm tra cái gì khi thực hành nha. Khi thực hành thì bạn nhớ kiểm tra giùm thầy con chuột nè. Kiểm tra chuột, chuột trái, chuột phải, chuột giữa, chuột lăn gì đó coi có xài được hay không. Nó có bị lỗi gì hay không, nếu lỗi gì đó thì đề nghị cán bộ có thay đổi, đổi không được nó thì bạn mệt. Rồi một số phím các bạn quan tâm đó là phím Enter nè, phím Shift nè, phím Control nè, phím A nè, phím C nè, phím X nè, nó phím khoảng trắng nè, nó phím F4 nè, phím Tab nè, nó phím ESC nè. Đó, được chưa? Đó là những phím các bạn phím xóa nè. Đó, phím xóa trước, phím sau gì đó, phím mũi tên, phím delete rồi đó. Được chưa? Đó thì các bạn quan tâm giùm thầy những cái này. Hoặc là dấu bằng nè. Đó, được chưa? Hoặc là dấu ngoặc kép. Đó, vân vân. Đây là những phím bạn nên kiểm tra. Coi nếu nó có bị hư hay gì đó thì bạn liên hệ các bạn mua thi để đổi. Đổi không được nữa thì bạn chịu khó. Bạn đánh vô một tìm kiếm, bạn đánh khay bo, bạn lấy cái bàn phím ảo ra giùm thầy. Bạn vô phần phím, bạn lấy bằng khay bo, bạn đánh bằng phím ảo giùm thầy. Đó, đây, bạn lấy phần khay bo ra, bạn lấy phần phím ảo ra bạn xài nha. Đó, nhớ nha. Nếu người ta không cho kiểm tra đồ kìa, đây phím tab, phím cap lock, phím shift, phím control, phím F4, FN, F4 đồ kìa đó. Rồi nếu máy bạn lấy ra dấu chấm phẩy, dấu enter đồ kìa phím nè. Đó, nếu bạn kiểm tra trên máy tính bạn thấy nó bị hư rồi, bạn đổi không được á thì bạn lấy bằng phím ảo ra bạn xài đỡ nha. Đó, nếu không nữa thì bạn bỏ tay rồi. Rồi, thì nhớ lưu bài á, lưu bài thì dặn nè. Dặn nè. Thứ nhất á, đối với tại tin ba tin A các bạn có nhiều chỗ để bạn lưu. Có nhiều file. Thứ nhất á là bạn gì? Bạn hãy copy giùm thầy cái dữ liệu vô chỗ nộp bài. Rồi, bạn nhớ nha. Cái này á, thi á thì thầy cô có thể cho màn hình hoặc là hồ sơ gì đó hoặc download document gì đó thầy không quan tâm,
Nhưng mà thầy cô yêu cầu bạn lưu ở đâu thì bạn copy cái file dữ liệu đó thi đem vô cái chỗ đó, cái chỗ bạn đang nộp bài đó. Ví dụ lưu trong yêu cầu bạn lưu ở trong ổ D thì bạn copy nguyên toàn bộ dữ liệu vô ổ D rồi. Làm cái nào thì mở đó lên làm giùm thầy. Làm cái nào mở đó lên giùm thầy. Rồi file Word nè, lưu nè, file Word nè. File Word thì bạn lưu á là thứ nhất là cái file chỉnh sửa văn bản. Nha, chỉnh sửa văn bản. Rồi, mục lục nếu có. Rồi đối với thư thì bạn nhớ lưu giùm thầy là cái kết quả và cái phần thư bạn làm. Đó, thư thì kết quả và phần thư bạn làm. Rồi Excel thì nói chung là tất cả còn lại thì bạn lưu bình thường thôi. Những cái còn lại là bạn lưu bình thường thôi. Đó, rồi đó là một số lưu ý của các bạn khi các bạn làm bài thi, và nhớ giùm thầy một nguyên tắc là dễ trước khó sau. Câu nào dễ các bạn làm trước, câu nào khó bạn làm sau nhớ nha. Luôn luôn đọc kỹ đề, luôn luôn đọc kỹ đề vào, nhớ giùm thầy nguyên tắc là dễ trước khó sau. Rồi đó là những gì mà thầy muốn chia sẻ các bạn để cho ngày mai các bạn đi thi tốt.